Xin chào mọi người, tiếp tục đến với nội dung bộ phim Thế giới hoàn mỹ tập 98. Tại linh giới, thế giới tinh thần, tên đang ngồi tu luyện là Đằng Nhất, sơ đại của tộc Hỏa Kim, nguyên hình là Dây Leo. Bên ngoài, hai tên thanh niên vừa đi bộ vừa trò chuyện. Hỏa vận động bọn họ tuy không phải chủng tộc mạnh nhất, vậy nhưng với thủ hỏa chi thuật đặc dị thì thu thập một đại hùng của hạ giới chắc chắn là dư xài. Người mà hai tên này đang bàn luận tới chính là Thạch Hậu. Họ muốn đi xem thử, đợi cường giả hỏa vận động trấn áp đại hung xong thì uổng công mất. Vừa mới chạy tới cổng thì đã thấy ba tên thanh niên hốt hoảng bỏ chạy. Hai người nhanh chóng ra ngoài xem. Ở đây chỉ còn một mình Thạch Hậu. Thì ra tên khổng lồ to sắc ở tập trước đã tự chạm nhằm giữ mạng. Hai tên kia thấy Thạch Hậu quay về phía mình liền hoảng hốt, chọn cách quay xe là thượng sách. Thạch Hậu cảm thấy bất ngờ, cậu chỉ muốn tâm sự mỏng với bọn hắn một chút, đâu cần chạy tới mức đó. Ngay sau đó, kẻ khác cũng xuất hiện. Tên người đá khổng lồ này vừa mới đến đã tung chiêu tấn công liên tục. Đối phương đã có định ý, Thạch Hậu cũng không muốn nói nhiều. Cậu chỉ cần sử dụng một đòn đã đánh cho người đá nằm sấp mặt. Cũng may là được một kẻ nào đó trợ giúp trị thương, nếu không thì cũng về đất mẹ rồi. Tên mới đến sau lưng có hai cái cánh chim, là Chân Luân. Hắn đặc biệt tới đây để lĩnh giáo Thạch Hậu. Sự xuất hiện của hắn khiến đám người xung quanh lấy lại sĩ khí. Chân Luân có danh xưng thần nhân ngút trời, đứng đầu thế hệ, còn là đệ đệ ruột của Chân Cổ, danh xưng Linh Vương. Thạch Hậu báo ra tên xa là Hạo Thiên và cũng đang hy vọng có đối thủ mạnh hơn. Chân Luân lập tức lao lên tấn công. Cả hai cùng nhau lấy cứng đối cứng chạm trán. Đây chính là đang đọ sức mạnh về nhục thân. Tên kia khá bất ngờ vì nhục thân của cậu rất mạnh, trên đời hiếm thấy. Thạch Hậu gợi ý muốn so về bảo thuật. Chân Luân lập tức đẩy lùi làm chính về phía sau rồi lao tới tấn công mãnh liệt. Vậy nhưng Thạch Hậu lại chỉ tránh né mà không đánh trả. Hắn lên tiếng khiêu khích. Thạch Hậu nghe vậy liền vui vẻ đáp ứng, sẽ cho hắn xem thử bảo thuật của mình. Cậu lấy ra kỹ năng giam cầm của chú tước, sau đó xuất ra một đấm. Nhưng còn chưa kịp đánh tới đối thủ thì con mắt trên trán của hắn đã phát sáng, phóng ra một đòn công kích buộc Thạch Hậu phải lấy ra bảo thuật phòng thủ. Cậu khen ngợi kỹ năng tập kích bất ngờ của hắn lợi hại, vậy nhưng đáng tiếc chỉ là thủ đoạn đánh lén. Dứt lời liền tung ra bảo thuật đánh cho Chân Luân bay xa xa. Hắn không ngờ bản thân mình tắm rửa trong kim cương dịch, thành tựu kim thân, ấy vậy mà lại bị một kích của tiểu tử đó công phá. Khá tức giận chút xa vũ khí ngừng huyết chiến mâu tấn công, vậy nhưng vẫn không làm gì được Thạch Hậu. Cậu lên tiếng khen ngợi, thiên phú thần thông của kẻ mạnh nhất thế bộ tộc bọn hắn, có thể đâm nhục thể của mình bị thương, đúng là rất đáng gờm. Hắn ta nghe về liền thoáng buồn bã. Tự thừa nhận rằng, ngừng huyết chiến mâu của mình còn kém xa người ca ca của mình. Dứt lời liền phóng ra chiến mâu bay thẳng đến vị trí của Thạch Hậu. Thạch Hậu phóng ra hai luồng sức mạnh đèn trắng trói buộc trường thương lại. Vậy nhưng không thể giữ được quá lâu, trường thương thoát khỏi khống chế, buộc nam chính phải sử dụng nắm đấm ngăn cản. Ăn xong một đòn, Thạch Hậu vẫn toàn thấy, Chân Luân vô cùng bất ngờ lẫn khâm phục. Pháp tắc ở hạ giới không đủ, vậy mà cậu lại có thể tu luyện đến trình độ này. Thạch Hậu cũng khen ngợi đối phương vì là người đầu tiên khiến cho mình bị thương. Chân Luân thừa nhận mình thua tâm phục khẩu phục. Nói đến đây, mặt đất tự nhiên rung động, một cái rễ cây bất ngờ xuất hiện bay xung quanh Thạch Hậu giống như là đang thăm dò. Thì ra người làm chuyện đó là Đằng Nhất. Thạch Hậu tiến lại gần hắn ta, được biết tên Đằng Nhất này là cao thủ đứng đầu thế hệ thật sự. Trước thời Thái Cổ đã có danh xưng là thập đại chủng tộc, truyền thừa đến nay vẫn vô cùng vững mạnh. Nguyên nhân có lẽ là bởi vì kim hoạt tộc đặc thù. Người của bọn họ tuy là đồng tộc, vậy nhưng hình thái lại không đồng nhất. Hoặc là thần đằng, hoặc là đại thủ, thậm chí còn có các loại hình người hình thú. Đặc điểm chung là đều ăn hỏa diễm và kim loại. Hắn ta đã từng quét ngang thập đại vạn thánh sơn, đánh bại cường giả khắp nơi. Nhìn dáng vẻ điềm tĩnh cùng khí thế của Đằng Nhất, Thạch Hậu cũng khen ngợi. Xem ra đây đích thực là cao thủ chân chính, hắn ta vừa lên tiếng đã phán tội Thạch Hậu. Vì lý do là từ hạ giới treo lên đồng tước đàn, cho nên hắn đặc biệt tới đây để hàng phục. Dứt lời liền tung ra một quả cầu lửa. Thạch Hậu phẫn nộ, tên này cũng quá coi thường người khác rồi. Cậu nhanh chóng lấy ra cành liễu rồi phóng ra một kích ngăn cản. Hai người giằng co nhau kịch liệt, không phần thắng bại. Đằng Nhất khen ngợi, cậu đúng là rất mạnh, mạnh vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Vậy nhưng, càng như thế thì hắn càng không thể để cho cậu ở đây tùy ý làm càn. Hắn lập tức lấy ra chiêu thức bản nãy tu luyện là Nhật Nguyệt Thần Ấn. Một bên tay là quả cầu lửa, bên còn lại là quả cầu màu trắng. Đây là một loại bảo thuật đã thất truyền từ lâu, nó cũng là thuật trấn áp vạn vật trong truyền thuyết. Hắn ném ra quả cầu màu trắng về nhưng bị bảo thuật của Thạch Hậu ngăn cản. Bất ngờ vì hành động này, Đằng Nhất liền lấy tốc độ nhanh như chớp đi ra phía sau tấn công. Thạch Hậu cũng lập tức dùng cánh tay ngăn cản lấy cứng đối cứng. Chân Luân vô cùng bất ngờ, một bên là âm dương chi lực, bên còn lại là âm chi lực. Hai người này vậy mà đều nắm giữ đại thần thông như vậy. Màn giằng co kết thúc,
Đảng Nhất tiếp tục muốn đòi chiêu thức bằng cách tung ra hỏa kim bảo bình ấn. Chiêu thức này nghe đồn sớm đã thất truyền rồi. Cái bình hồ lôi trên tay hắn phóng ra một luồng hỏa diễm, sau đó hỏa diễm lại huyễn hóa ra thành nhiều loại bảo thuật khác. Thạch Hào nhận ra bảo thuật này không đầy đủ, chỉ là một phần ảo nghĩa, có thể đối phó được. Vô số công kích từ trên trời giáng xuống, cậu tránh né toàn bộ rồi lao lên tấn công trực diện bảo thuật của đối thủ. Tay đấm chân đá nhanh chóng tiêu diệt hai con, cậu lên tiếng khiêu khích, chân hoàng bảo thuật này so với bảo thuật thực sự vẫn còn thua kém rất nhiều. Xuân Lôi liền chứng minh cho tên kia thấy, trực tiếp đánh tan bảo thuật. Đằng Nhất cho biết cậu đã bị lừa rồi, từ cái hồ lô của hắn phóng ra một luồng công kích về phía Thạch Hậu, khiến cậu cũng phải ngỡ ngàng. Vừa rồi bảo bình ấn của hắn thì trên đủ loại bảo thuật đều thiếu khuyết rất nhiều, lẽ nào chỉ là kế dụ địch? Xung quanh cậu bây giờ đều bị nghiệp hỏa thiêu đốt, nghiệp hỏa này có thể khơi lên cái ác trong lòng con người, để người đó hình thần câu diệt, chỉ cần dính vào cơ thể thì tất phải chết. Những hình ảnh tăng thương trong quá khứ nhanh chóng hiện lên trong đầu Thạch Hậu. Cậu cho rằng nếu như nghiệp hỏa thực sự có thể đốt cháy tội ác thì nên bị tịnh hóa. Cơ thể cậu sau khi bị thiêu đốt vẫn không có chút thương tổn gì, giống như là vạn pháp bất xâm, đám người nhìn thấy cảnh tượng này cũng bất ngờ. Nghiệp hỏa vô dụng, lẽ nào là tiểu tử đó không có tội nghiệp? Đằng Nhất tiếp tục gia tăng thêm uy lực, phun ra thêm nhiều luồng hỏa diễm, vậy nhưng kết quả vẫn y nguyên không làm gì được. Thạch Hậu vùng tay hóa giải công kích rồi lao thẳng đến trước mắt hắn. Tên kia thấy vậy, nhanh chóng lùi lại, sau đó muốn đồng quy vô tận với tiểu tử này. Thạch Hậu từ chối ý tốt này, cho rằng hắn không xứng. Cậu dùng mấy ngón tay ngăn cản bảo cụ của đối thủ, hóa giải nó rồi lao về phía Đằng Nhất, tặng cho tên này một đường kè vào cổ, tiễn hắn ta xuống đất mẹ. Xem tới đây thì tập phim đã hết rồi, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, các bạn hãy đón xem nhé. Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!